Si đi thơ hương hương cỏ, hương cỏ, đồng, cỏ quê, đồng quê. Tác giả nhà thơ Tân Lê. Nhà thơ Tân Lê tên thật là Lê Cổ. Quê ông ở làng Trường Thành, Tổng Vinh Quý, phủ Tam Kỳ, nay thuộc thôn 6, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Ông sinh trưởng trong một gia đình thuần nông. Năm 1950, khi 19 tuổi, ông đã tham gia vào lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam. Đơn vị ông là Trung đoàn 93, Sư đoàn 324. Đầu năm 1955, ông được tập kết ra Bắc, học tập và công tác. Từ một chiến sĩ bộ binh, ông đã được sang Liên Xô đào tạo ở các học viện quân sự và trở thành một chiến sĩ tên lửa phòng không thuộc đơn vị Sư 375. Qua nhiều cấp bậc và chức vụ, trước khi về hưu, ông đã là một đại tá trong quân đội nhân dân Việt Nam. Ông bà có hai người con, một trai, một gái, đều đã trưởng thành và có một cuộc sống ổn định. Tác giả Tân Lê là một người yêu thơ từ thuở thiếu thời. Ngay từ hồi còn ngồi ghế nhà trường, ông đã cầm bút gieo những vần thơ đầu tiên, để trong suốt cuộc đời sau này, thành người lính, ông vẫn ghi lại những cảm xúc cuộc sống bằng những vần thơ. Thơ ông viết nhiều thể loại: lục bát, thất ngôn bát cú, thể tự do, nhưng đặc biệt có một số bài ông viết thể song thất lục bát. Thơ ông viết chắc tay, với những cảm xúc thật sâu lắng, hiếu nghĩa với cha mẹ, yêu quý vợ con, chu đáo với đồng đội, bạn bè, làng xóm. Ông thật là một người sống có nghĩa, có tình. CD thơ Hương Cỏ Đồng Quê là tâm tư, tình cảm của ông gửi đến Đảng, quân đội, gia đình và bạn bè thân hữu. Những lời thơ mộc mạc, tình cảm chân thành của mình. Sau đây, mời các quý vị yêu thơ cùng thưởng thức những thi phẩm của tác giả Tân Lê qua giọng ngâm của các nghệ sĩ. Nghệ sĩ Đông Nguyên, Phương Lan, Bích Ngọc, Đức Tâm. Xin mời các quý vị cùng nghe.